Người sinh nhất chưa chắc đã nhớ bài ngày nhất. Просто страшно за третий. Không sợ chó dữ, chỉ sợ chó hù. Xuân quanh anh toàn là ghê đẹp. Bọn em là người chơi hệ đẹp. Đẹp, một cái xung phô xin phô đồ. Yeah my bitch model. Ở đây nha, những ai dân chơi biết nghe phát biết nhà này nhạc gì luôn. Là, dân chơi. Nào nhảy đúng nhiều hơn thì đội ấy thắng. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, nhìn anh thật lâu em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Lần thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu. Đây, bạn thắng. Nào nhớ bài hơn thì thắng. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây, bạn thắng. Ai nhảy sai nhiều hơn thì clip sau mặc váy. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, nhìn anh thật lâu em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu. Chỉ nhớ hay mà khi ai đâu. Vậy mà chẳng biết tại sao em lại ước xem.
nhảy được hai bài ở phía sau chứng tỏ bạn chơi TikTok cũng lâu. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây, bạn thắng. Đội nào nhớ bài hơn? Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc vì nhớ người đã cho nào. Chờ một ngày tới ta trở về đến đó là hứa từ lâu mà ai đã quên. Chỉ còn một chỗ mưa ngàn rơi, mưa ngàn rơi em sẽ quay về. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây. Nhanh.
đội nào nhớ bài. Thử thách nhảy được hết những bài dưới đây. Người xinh nhất chưa chắc đã nhớ bài ngày nhất. Người xinh nhất chưa chắc đã nhớ bài ngày nhất. Người xinh nhất chưa chắc đã nhớ bài ngày nhất. Người xinh nhất chưa chắc đã nhớ bài ngày nhất. Ai nhảy được hết thì thắng.
Dưới đây, bạn thắng. Cô đàn này mình sống phong lớp rồi khi mà crew with you my boo.